Minh Hồng rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Khám phá thành phố trẻ. Quý vị thân mến, sáng ngày hôm nay thì Hồng đã dậy sớm và sau một hồi lòng vòng ở trong chợ thì đã chọn lựa được rất là nhiều những loại rau củ quả tươi ngon. Có thể là những cái loại rau rất là thông dụng mà chúng ta ăn mỗi ngày thôi. Thế nhưng mà dưới sự khéo léo, tỉ mỉ và sự sáng tạo của những người thợ đầy tài năng thì từ những loại rau củ quả này có thể biến thành những tác phẩm nghệ thuật rất là sống động. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo chân với Hồng nè, cùng với các loại rau củ quả mà chúng ta vừa mua được đến gặp gỡ với anh Phạm Thuấn là nghệ nhân điêu khắc rau củ để biến những loại rau củ này trở thành những tác phẩm nghệ thuật các bạn nhé. Cắt tỉa, trang trí là một phần rất quan trọng trong nghệ thuật nấu ăn. Một bữa tiệc sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi không chỉ có những món ăn ngon mà còn được bày biện, trang trí đẹp mắt thành những bông hoa được cắt tỉa khéo léo, sắp xếp một cách tinh tế, đầy nghệ thuật. Ngày nay, với sự học hỏi và sáng tạo không ngừng, các nghệ nhân đã đưa nghệ thuật cắt tỉa lên một tầm cao mới. Từ những phương pháp tạo hình hoa, lá đơn giản ban đầu, các nghệ nhân đã sáng tạo ra những phương pháp cắt tỉa những loài thú và cao hơn nữa là cắt tỉa chân dung con người. Những tác phẩm điêu khắc có thể được làm từ một loại củ quả hoặc cũng có thể là sự kết hợp giữa rất nhiều loại củ quả khác nhau. Tất cả chúng như được hòa quyện để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc. Em chào anh. Chào Hồng. Anh ơi, như đã anh dặn trước thì em cũng có ra chợ mua được nhiều rau củ quả như vậy. Em không biết là anh bắt đầu mình phát hiện ra đam mê nghệ thuật tỉa rau củ quả và cũng như là theo cái nghề này được bao lâu rồi ạ? Thì anh đến với cái nghề cắt tỉa này cũng thông qua một cái ngành đầu bếp, học trong vòng khoảng cỡ 10 buổi thôi. Nhưng mà sau đó mình thấy mình cảm thấy thích và mình đam mê. Thì mình đến với cái cắt tỉa này cũng hơn 6 năm rồi. Hơn 6 năm. Hồi sáng này cái lúc mà em đi chọn rau củ quả, em cũng không biết phải lựa chọn như thế nào để cho nó mình đem về nó dễ tỉa. Các loại rau củ mình cần tỉa thì nó cần phải có một cái khối đặc. Chúng ta sẽ thực hiện nhiều loại, ví dụ như là bí đỏ, cà rốt, củ dền, su su, dưa leo, su hào. Các loại nguyên liệu mà nó có độ đặc. Độ đặc ở bên trong. Anh có thể là chỉ cho em tỉa một hình hoa hoặc là một cái con vật đơn giản từ các loại rau củ quả này được không ạ? Được chứ, anh cũng đang thực hiện bông đây. Những loại nguyên liệu mua của em cũng rất là đẹp. Đặc biệt là cái bí này nè. Thì mình cũng sử dụng cái này sử luôn. Sử dụng được đúng không ạ? Vậy đầu tiên là sẽ khắc bí đỏ trước. Ừ, đúng rồi. Rồi, vậy là đầu tiên, bài học đầu tiên của em sẽ là tỉa trái bí đỏ. Mình sẽ bắt đầu từ cái hoa. Tại vì hoa nó sẽ đơn giản hơn, em sẽ thực hiện dễ hơn ha. Chúng ta sử dụng dao ha, chúng ta sẽ cắt cái khối này đi. Vậy mình tỉa luôn hay là mình có phải bào vỏ gì không ạ? Đây, đầu tiên mình sẽ bào vỏ ha. Gọt xong trái bí đỏ rồi nè. Đầu tiên thì em sẽ sử dụng cây sủi. Em sẽ cầm 3 ngón như vậy nè. Hai ngón tay còn lại chúng ta sẽ tựa vào cái khối. Nếu như em chưa quen thì em sẽ vẽ lên trước một cái đường tròn. Chúng ta sẽ dùng lực chúng ta đẩy đi. Wow, em thấy là có một cái đường tròn hình thành rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ tạo những cái nhụy. Sau đó chúng ta sẽ quay lại. Mình tạo cái hình caro đúng không ạ? Caro. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi cây sủi ha. Chúng ta gạt bỏ ra. Rồi, chấm nhẹ, lăn dao bên trái, đẩy dao vô, rút dao ra, lăn qua bên phải. Thế là chúng ta được một cái cặp. Và chúng ta sẽ lặp lại hết toàn bộ như vậy, chúng ta sẽ được một tầng cặp. Dạ, để em đọc thần chú nha. Rồi. Bây giờ từ cái mé này, rồi, mình sẽ duy trì ra. Chấm nhẹ, lăn qua trái, lăn ra, đẩy dao vô, rút dao ra. Trong quá trình mà bao nhiêu năm làm nghề, anh có bị đứt tay bao giờ chưa anh? Mới bắt đầu học thì mình sẽ bị đứt tay rất là nhiều khi mà mình cầm những con dao như thế này. Khoảng bao lâu thì mình sẽ thành thạo được tất cả các kiểu dáng và những cái đường cắt không ạ? Mình học thì mình học trong vòng khoảng cỡ 1 tháng thôi. Nhưng mà để mà thành thạo chúng ta sẽ phải luyện tập rất nhiều. Luyện tập rất là nhiều. Rất xong rồi nè. Rồi sau đó mình sẽ xúc lại từng cánh nè. Lấy ra được rồi nè. Dạ, mấy điểm vậy? Lần đầu tiên mà Hồng tỉa như vậy là rất là khéo tay rồi đó. Nếu mà chấm điểm thì cũng được thang điểm là 7.5. Các bạn thân mến, sau một hồi tỉ mẩn và cũng như được sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của anh Thuấn thì Hồng cũng đã hoàn thành xong tác phẩm đầu tay của mình là bông hoa cúc. Bên này là tác phẩm của anh Thuấn, bên này là tác phẩm của Hồng. Cũng không khác biệt nhiều đúng không các bạn? Bây giờ em muốn là không chỉ là hoa mà em muốn tỉa một con vật nào đó
bằng rau củ quả luôn thì được không ạ? Được. Dạ anh gọi được đúng không anh? Bây giờ anh sẽ chỉ em con thiên nga ha. Nhiều vì đã chỉ cho em ngày hôm nay là vừa làm được hoa cúc nè, bằng con thiên nga nè, từ những cái loại rau củ quả mà thường thấy mỗi ngày thôi. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Bích Hồng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Khám phá thành phố trẻ lần sau.